học nhiều nha. 1 triệu nè, 2 triệu nè, 3 triệu nè, 4 triệu nè, 5 triệu nè, 5 triệu rưỡi, 6 triệu nè, 6 triệu, thôi để 60 này đổ xăng. Làm cho chúng mượn 4, nè cho chúng mượn 4 trên, mượn 4 triệu coi. Hả? Dư hả? Không dư kệ đó, chưa, còn thiếu. Đây cho mượn 4 triệu nha. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu nè. Rồi, bọn này để mua lên giữ lại 60 nha. Rồi tặng gia đình nha, chúc tụi con là cố gắng học giỏi nha, và chúc tụi mình mạnh khỏe nha. Rồi nha, chú còn như đây rồi chứ, để chú thân đi quần tiếp bố cho con nha. Ừ, lát nha, năm mỗi năm nè. Học giỏi nhưng đừng có lộn nha. Nha. Rồi, con trai đâu vậy? Con học lớp mấy vậy? Hả? Lớp 8 hả? Rồi, là hai vị em anh em vui nhau nha. 15 tuổi cho con hả? Không chưa con. Rồi. Anh chị vậy hả? Dạ. À, cách nhau có mười mấy phút vậy đó hả? Dạ, cách nhau mười mấy phút. Mình không nghĩ đây là con dâu của mình hả? Lên lên rồi mới biết. Mới biết dạ, luôn. Đó, biết người quen đó. Rồi trong những lúc làm dâu thì con dâu lo cho mẹ chồng điều gì cô? Đi hai mẹ con đây là mướn chân. Đứa thì đi nấu bán phụ quán đó. Còn cô thì đi bán trái cây ở chợ Ân Khánh đó, giải tỏa đó. Hai chồng có hai chồng thôi hết trơn rồi. Chồng lên là chồng. Là 4 người. Dạ, em còn chồng em thì xong này bà già chồng với vợ chồng. À, tức là cô với ông xã cô cũng chia tay luôn. Chia tay, dạ. Con cô với cô gái này cũng chia tay luôn. Dạ. Nhỏ luôn. Rồi cuối cùng chỉ có hai người phụ nữ sống với nhau. Hai người sống với nhau. Trời thương người ta. Ở đó ai cũng cười chứ mà gì mà kỳ cục quá. Ờ kỳ lạ quá. Ờ hai con giống như mấy năm vậy chú. Hai người coi như là nương tựa lẫn nhau sống. Dạ, dạ. Nuôi hai đứa nhỏ thì bán vé số, nuôi hai đứa đi học. Dạ. Thôi đó thôi, đứa nằm lóc lóc bây giờ mười mấy tuổi đó rồi đó chú. Nghiệp bà nội không? À, đứa trai đứa gái hả? Dạ, đứa trai đứa gái, đứa gái. Đi đâu cũng dắt đi theo. Rồi ở nhà cơm nước ai lo cho mẹ chồng? Dạ, mẹ nấu. Mẹ nấu. Mẹ chịu về nấu, còn tụi nó đi học. Nhỏ con đi rước. Đi làm. Đạp xe đạp đi rước. Trước đi đi làm. Em đi làm gì? Dạ. Dọn dẹp nhà cho anh ta. Ồ, xin. Dọn dẹp nhà cho anh ta. Sáng bán vé số, buổi chiều thì đi dọn dẹp làm việc nhà cho anh ta. À, vậy thì không có chăm, không có chăm sóc gì được mẹ chồng luôn. Không có. Tự mẹ đi bán, sáng đi bán tới 6 giờ tối mới về. 5 giờ mấy 6 giờ về. Rồi hai đứa nhỏ sao ai lo? Đi học. Đi học. Đưa đi học. Đưa đi học. Sáng đưa đi học xong đi làm. Đưa bước về. À. Cho ăn uống ở nhà. Có hẳn nó bị giờ tập chút. Bị sốt phải liệt đó. Rồi đi bằng xe lăn đi học ơn. Lăn đi học ơn. Ai con trai hả bác? Dạ, đứa con trai lớn. Rồi hai mẹ con ở với nhau mười mấy năm luôn. Dạ, 14 năm. Năm luôn. 14 năm. Hai người hợp nhau điều gì? Dạ, thấy mình thấy cũng như con mình vậy thôi chú. Không có suy nghĩ rằng con dâu gì kia nọ chú. Có bao giờ mà mẹ chồng la con dâu không? Có, gầy la về tới không có tiền á, rồi bực mình la chút xíu rồi thôi à. Dạ. Nhiều khi bán không được cũng bực bội không ha. Có tiền bắn thiếu à, không có tiền lấy cái số bắn thiếu nữa hả? Ủa ơi, gối đầu không á. Ờ, thấy hoàn cảnh mình vậy người ta còn thiếu, người trả người không á chú. Trời đất ơi, khổ lắm á. Rồi bị giật nữa. Trời ơi, bị giật nữa. Đi 200 giá còn 180 mấy giá cũng giật hết trơn. Dạ. Đây là bị gạt nó nè. Sư giả. Sư giả. Em bị sư giả hai lần. Khóc chết. Khóc không chết luôn. Cộng có trăm mấy vé số mà lấy gần hơn phân nữa. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Nhưng mà chị ơi, từ ngày về làm dâu đó, chị có cái điều gì mà khiến chị hay bận tâm hay lo âu không?
Em thì sống thoải mái lắm, ngày nào ăn ngày bán, ngày nào lo ngày nấy hả. Cũng không có gầu lo gì chuyện đó, chỉ lo cho hai nhỏ kiếm tiền đi học thôi, có nhiều ăn nhiều à. Có bao giờ chị buồn mà chị khóc chưa? Không có, ít khi nào lắm. Cũng sống vô tư quá dạ, hả? Dạ, sống vô tư lắm. Còn mẹ chồng có giờ khóc buồn? Hoài à. Khóc hoài hả? Dạ, khóc hoài, khóc hoài đâu khóc đó à. Khóc vì điều gì? Buồn, mình khổ, mình không có tiền á. Dạ. Rồi gửi mất, bỏ hai cái này tốt nghiệp. Buồn là lo cho hai đứa cháu thấy không? Không có lo cho mình mà buồn lo cho hai đứa cháu đó. Ai cũng nói hết trơn chú ơi. Bà lo thân bà đi. Bị tim bác sĩ cứ nằm nghỉ, nghỉ sao được tiền đâu. Bị tim hở hai quan á. Ủa rồi em gái em thấy em hợp điều gì với mẹ chồng của em? Thì bà hiền lắm, bình thường thương em lắm. Em đi hồi đó em nhỏ lớn thì đi làm đâu biết nấu cơm đâu. Mình lên bà nấu không á, em chỉ làm đồ ăn làm ra rồi bà nấu. Cái điều hai mẹ con gì nè, bà nấu mà em là người niêm. Em ngồi trong bếp, ngồi trong nhà đó, cách nhà gì nè. Xách vô chạy cái muỗng, xách vô kiểu thử đi. Đó, thử rồi, xong rồi, thử được, rồi gần, ăn, gần, rồi, xong rồi, được rồi ăn. Bố dạ. Thuận trọ chú ơi, không có nấu ăn trong nhà, nấu ngoài sân nè. Trời mưa bưng vô, nấu là than á, nhưng bữa không có tiền. Sao em gọi bà vợ chồng bằng bả? Nó quen mày ở dưới giờ quen mày ăn cũng phải chịu khỏi mình không gọi bằng mẹ đi dạ rồi thì gọi bình thường cũng gọi bằng mẹ. Có bao giờ là em làm điều gì cho mẹ buồn chưa? Có thì hai đứa nhỏ đó quả thì thương mà em thì lại muốn la, em la thì bà bảo mắng gì đó hay nhiều khi hai con cũng gây nhau nhiều dữ không mẹ mắng dữ không dữ thường quá hiền lắm không giống như mà đợt đó chị lộn với bà Bắc gì đó. Thằng nhỏ nó dựa cái đầu dựa cái kiến nè, cái tấm kiến gất bớt cái đèn điện thoại alo mẹ bà Bắc bà kêu con đền đèn cái tấm kiến người ăn đụng gớt bể kìa mẹ vô đây mẹ xử mẹ cho mẹ mua mẹ đền cho bà đi. Nó chạy vô chửi ẩm ĩ nó bây giờ bà lo nó bà đền cái đền cho bà tôi đi về nè tôi bán hết đồ tôi đem ra đền cho bà cái bà đó mà nó không đền không cần không cần thiệt ầm bà chứ sợ cái thằng này nó có tật hai chân nó lắc qua lắc lại nó phải kê vịnh cái cửa vừa kiến mà kiến cũ dài vậy nè cái lợi bắt buộc hai mẹ con đứng nó thường rồi bực mình á ở đó giờ ở chợ này quen quá rồi có gì thì nói với tôi chứ hồi với nó có tật quyền nó lỡ làm gớt thì thôi có gì đâu rồi thôi cưng lắm là cô... không được em đánh được mắng được luôn dạ. Cô ơi hiện tại thì sức khỏe của cô có ổn không? Không mệt lắm dạ. Đi khoảng chút xíu là mệt rồi té mới té nè. Đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Bệnh cung bò đi bán nè, bệnh cung lên đi bán, cũng đi bán nè. Chiều tối về thì cạo gió, đè cạo gió, rồi mua thuốc cho uống, rồi đâm cho gừng cho uống thôi. Rồi ông chồng đi đâu rồi? Chồng lấy vợ khác rồi. Đi đâu? Hai đứa rồi. Không có gửi tiền gì nuôi cho. Không có. Rồi cô có liên lạc với con cô không? Không lâu lâu thì gặp như lâu lâu gặp cái mua này cái nọ thì gửi cho ăn. Sao cô cũng nói là có gì lo cho hai đứa nhỏ? Không có tiền, nghèo lắm. À. Nhưng mà mình đi bán vậy rồi có đủ tiền lo cho hai đứa nhỏ không? Có rồi cô... mượn vay tiền nợ 1 triệu góp ra được 1.2 triệu. Mượn góp luôn hả? Mượn góp. Trời đất ơi. Rồi hai đứa nhỏ học ở đâu? Thằng lớn học 8. Nhỏ gái học lớp 9. Nhỏ gái học phường cắt lái hả chú? Trường thành đi lợi phường cắt lái. Thế còn điều gì mà cô chưa hài lòng ở người con dâu mình không cô? Không. Bình thường à. Con mình sao không có suy nghĩ gì tới. Dạ. Mấy đứa kia nó giận. Nó hồi đó nó cho tiền. Chứ sau này nó nói trai có gái có mà không ở, ở dâu. Nó phản ảnh nữa nó không cho tiền. Không cho tiền nuôi thấy nó này. Con mình bỏ người ta rồi. Mình phải lo chăm sóc chứ làm sao bỏ ngang được với quê mẹ ngoại mẹ nó với cũng nghèo cũng chết tiền đâu lo rồi thấy thương quá hai thân phận người phụ nữ nha nương tựa vào nhau không có một người đàn ông chú nào ơi cả. Nói ra cười khi 2-3 ngày đâu có tiền bắn thiếu không có tiền than thì hết mua lần 20 cái than 180 ngàn rồi không có tiền thôi ra lấy bắp ga chụm đỡ bắp ga nhỏ mini nấu ăn đỡ luôn rồi bữa hai bữa có tiền á mua. Thế thôi giờ có bữa tới có tiền ta cho được 200 ngàn mua 20 cái than còn thiếu là nhiêu thiên trọng nghị. Anh thằng ông thằng nói từ đây tới tết trả hết nữa nó ủa từ đây tới tết ông anh không lì xì luôn hả
Nó giá mà tôi bán được 1 kg hàng mà ai lì xì với mấy người. Cho mấy người thiếu là may lắm rồi. Những lúc mà không đủ gạo ăn cả nhà, hai người lớn, hai người nhỏ thì sao? Xin không à, xin ta cho. Đi xin là cho. Con. Xin. Xin ATM á. À, ATM gạo. Từng lễ ba, từng lễ xin ba lần, thứ ba, thứ tư, thứ sáu. Nhưng khi cô kia có nói, bà 22 chút về ghé đi. Tôi cho bà gạo ăn, còn không có gạo thì tôi cho tiền đi mua nha. Rồi sáng lên đây tham gia trình còn gạo không? Còn mấy ký. Như còn hai bịch với còn... nữa bịch nhỏ nữa. Xin lần 2 ký 2 ký. À, ngày qua bà Tư bán dâu chai bà xin cho được 5 ký gạo. Cô quen á. Dạ. Lại xin đâu rồi mẹ cho. Hai đứa nhỏ ở nhà học khá không chị? Dạ đứa lớn học khá, còn đứa nhỏ thì học cũng được. Dạ. Ngoài nhờ hai đứa nó ngoan nên nè, dù có làm cực khổ thì em cũng vui để làm. Bận vậy thì sao chăm sóc đứa cháu dạ. Được? Rồi về á chú, về chăm sóc chứ. Tối á nè, mặt mụn á, tối phải nấu nước nóng, có mình thủy sẵn, phải lau mặt, lau mình, rồi mới làm mặc áo cho cháu, thằng có tật á. Đúng rồi, luôn lắm. Anh. Rồi, cháu nó này có đi dây không? Có. Đó, rồi, mà hai con lên đây, mời đứa con nào? Đi từ từ, té, chắc em hai kìa con. Chắc hai, chắc hai. Nào, hai đứa ngồi đây nè, ngồi đây nào. Đây, hai đứa ngồi đây. Dạ. Đứa trai là em hả chị? Chào chú. Chào bé trai. Chào chú. Chào chú. Nào, hai đứa ngồi đây đi chú nào. Nó có tạc chân á. Cứ ngồi đi. Đi vậy đó. Ở đây. Đây đây, con ngồi đây, con ngồi đây. Bây giờ nè, con nhiêu tuổi rồi? Nó lớn lên. Con 15 ạ. 15 hả? Con tên gì? Tấn Thần An ạ. Nó lớn lên. Nó lớn. Con học lớp mấy? À, con học lớp 8. Lớp 8. Con gái? Dạ, năm nay con 14 tuổi. Con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vi. À, lanh hơn anh trai hả? Dạ. Tường Vi học lớp mấy? Dạ, năm nay con học lớp 9 rồi ạ. À. Con tôi đã nói thôi rồi, bỏ hai đứa cháu nội, bỏ con dâu tôi đang nuôi. Hồi đó sanh Thường An ra thì nó bệnh á, vừa mướn nhà trọ thăm cho ở, cho không cho mướn, người ta đuổi. Tôi la thôi đem đi chỗ khác mướn. Mướn ở trong nhà gửi nó chết, người ta không chịu. Bệnh hoài à. Mới sanh ra là bị sốt bại liệt rồi. Rồi sau này nó đi học, đi qua bệnh viện á, bác sĩ mới tập vật lý trị liệu. Rồi mới đem đi về đây. Về đây thời gian mới là tập lần lần mới đi đứng được. Dâu thì giờ hai đứa đi học thì nó cũng cho nó đi lấy minh hội mẹ đi, đặng cho cháu đi học. Không có phiền trách gì hết trơn á, mấy chú mấy cô ơi, thương dữ lắm. Chứ không bao giờ phiền trách. Ờ tại sao đi lấy họ cha không lấy họ mẹ. Bây giờ hai đứa vào trường là ta cần hộ khẩu. Rồi bây giờ thằng kia có vợ khác rồi, rồi phải đi về xin bên mẹ. Dâu thì nó được lắm, nó không đòi hỏi gì hết, mua gì ăn nấy. Bữa nào có tiền thì ăn ngon, bữa nào không tiền thì ăn dở. Nó cũng tốt, bởi vì thử ao ở trong mấy mười mấy năm, không có xa lánh gì được, không có bỏ được. Đấy, dâu thì nó thương dữ lắm. Tết năm nào cũng vậy, cho tiền, mua quần áo không có mua. Rồi nó mua, khi nó mua cái về chai khen không chịu mặc đồ đó. Bận hay đồ kê mình chịu quê à, mà nó chịu mà đè đồ cái bây giờ bận không được. Ống tấm quần loa rồi, nó bận không được. Tết thì mua sắm quần, sắm áo rồi cho, khi cho tiền. Rồi cho tiền á thì đi sắm ôm làm thì làm mà. Chứ nó mua về sắm không có vừa bụng. À, khi mà ở chồng mẹ với cha em nói á, là gì nè. À, thằng này nó quậy lắm, mày đừng ở với nó, mày đừng lấy nó, mày lấy nó mày chịu khổ gắng chịu nha. Mày khổ mày đừng chạy về, tao không nhận nữa đâu. Xong rồi nói, các em nói gì à, con biết rồi, con khổ con chịu. Xong rồi hai đứa lên phố sống cái được 2-3 năm, cái có nhỏ gái trong bụng cái nó bỏ, cái em cũng buồn lắm. Sau này đều đẻ nhỏ gái thì 1-2 tuổi á, cái đầu mới điện cho mẹ, cái mẹ nói giờ mày cũng khổ rồi, giờ đem con về đi Tết về thăm cha thăm mẹ thăm anh chị em rồi mới cho về. Ẩm nhỏ gái này mới cho về đó, mới cho vô nhà, ổng mới cho vô nhà, không ẩm nhưng mớm về không cho vô nhà luôn á. Ổng khó hơn bả dễ lắm, thấy cháu thấy con thấy cháu là vui à. Chăm sóc
sốc vất vả lắm. Hồi đó bé An á sốt nè, rồi tiêu chảy nè, rồi khó thở nè, rồi hai chân bị liệt nè, xong rồi cứ ăn vô cái tiêu chảy, ăn vô cái tiêu chảy hả, tiền tả không mệt luôn á. Hai mươi con bán làm nhiều, hai con tiền tả gì tiền hút không. Cái đầu trưa cái nấu gì nè, nấu nồi cháo thịt bầm á, xong rồi hai đứa nó ăn, còn nhiều bà mẹ với bà nội có cơm nguội, ăn cơm nguội, rồi bữa ăn mì gói, rồi không có cơm nguội cháo trắng, rồi không có thì thôi nhịn luôn. Còn nhiều hai nhỏ cho nhỏ, hai nhỏ ăn á, còn uống á, thì nhỏ gái nhỏ đó nấu cơm, xong rồi lượt nước cơm ra đó pha đường vô nấu cháo lỏng, nấu cơm nhão ra hai mẹ con ăn có gì hết đó. À, lúc nãy bà hay bệnh lắm, cứ mệt cái vô bệnh viện, cái nói bữa nào vô bệnh viện cái nói bữa nay bà vô, mẹ vô bệnh viện phải không. À, đưa đây con một mớ con bán hết xong rồi đi vô bệnh viện đi. Tối coi khó chịu cái Kiều ơi cạo gió, đầu đè ra cạo gió. Ở đây cũng vậy, hai cái này cũng vậy, bệnh toàn là kêu bà nội không á. Đó ngày nội ơi con khó chịu quá, nói cái bà nội nói mẹ mày ngồi kế bên sao mày kêu tao hoài vậy. Nào nó con kêu bà nội cũng kêu mẹ. Hàng ngày thì con được mẹ với nội chăm sóc ở nhà, lúc đi học thì con được nội dẫn đi vì nói sợ con bị tai nạn hoặc bị gì đó nên con mới được nội hậu tâm. Mỗi lúc sáng còn chiều thì con tự đi, chiều thì con tự đi về nhà thôi. Con chạy bằng cái xe lăn, xe lăn này về cho trường tặng con, cho thấy nó chở con mệt quá. Và con cũng lớn rồi nên là nó không thể chở được. Con thấy nó và mẹ con đi bán cũng cực, con thương lắm. Từ sáng cho đến trưa nắng sẽ đổ xuống, cho nên chắc chưa con với mẹ về nhà nghỉ, con nó thì cũng đi bán tiếp cho không thể nghỉ để phụ việc nhà. Khi chiều nọ sẽ về và nấu ăn cho cả nhà ăn, con mong nọ với mẹ được có một ngày nghỉ ngơi. Nhà bà nội với mẹ là ai là lo cho con nhiều hơn? Hai người đều đều với nhau vậy. Cùng chăm sóc tụi con luôn. Ngoài cái việc học thì con có làm gì phụ bà nội với mẹ không? Dạ con lúc mà mẹ bận quá thì con có quét nhà nè, cũng có phụ việc nhà tí xíu. Thì anh hai vậy thì em gái mình có bảo vệ cho anh hai nhiều không? Dạ có. Có giỏ á, mới học giỏ. Rồi giờ hai đứa là nếu mà em bận quá, bà nội bận quá thì nó ở với ai? Nó ở nhà ơi. Nhà ơi nè, khóa cửa lại. Khóa cửa lại cho hai đứa trong nhà. Dạ. Dạ. Đi đâu hai khóc? Cô bây giờ thấy bà nội khóc chưa? Dạ khỏi à. Con nói gì với bà nội? Nó là đừng buồn, ba mẹ đã bị tăng huyết áp không tốt đâu. Nói đừng đến, buồn là tăng huyết áp không tốt đúng không? Đã đến hạ giận lại thì người lại ta già rồi nên không được giận. Con có làm cho nội buồn chưa? Dạ có nhiều lần rồi. Lúc đó con có kìm cảm xúc của mình lại, kìm hết tất cả của mình lại, sau đó bình tĩnh lại. Con mới xin lỗi, xin lỗi nhiều lần rồi mới bỏ qua. Lúc đó con quỳ lại xuống đất. Đến khi nào mà nội không giận con nữa. Trời ơi, dễ thương không? Hai đứa có bao giờ đi bán với nội hoặc là đi bán với mẹ chưa? Dạ có rồi. Dạ hả? Con đi với nội với mẹ thấy có cực không? Dạ có. Mong muốn nhà con được gì nè? Con muốn nhà con hạnh phúc. Hạnh phúc. Còn con mong muốn gì? Con muốn lớn lên con sẽ làm một hạ sĩ. Có khó khăn được gì con mà chấp nhận làm cho gia đình con thoát khỏi cái nghèo. Ba con có về thăm con không? Dạ nhiều lúc. Khi ba đã là con nói bình thường thôi, nhưng mà không giàu tình cảm như mẹ con. Rồi câu chuyện ngày hôm nay rất là xúc động ha. Bây giờ thì thôi hai cháu đứng lên nào, bà đứng lên nào.
cả nhà mình đứng lên nào, thấy bốn con người hãy cùng nương tựa với nhau mà sống ha. Con đừng mang nhiều lắm, mama đừng có giận con. Con thương mẹ, bà thương mẹ như đến tột cùng. Đến mà con phải tập mẹ tập này nọ suốt nhiều năm, con phải cố gắng làm nên một điều kỳ tích nào đó để ba mẹ, để mẹ với bà được vui. Dù có là cái gì nữa, con vẫn bất chấp làm dù nó có khó khăn như thế nào. Ừ, con không nói gì với bà với mẹ nè con gái. Dạ con nói với mẹ là thỉnh thoảng mà nếu có buồn á thì đừng cũng chia sẻ với tụi con chút xíu, đừng chỉ một mình. Nói với bà đó hả? Không, nói với hai người luôn. Hai người luôn hả? Vậy hai người có buồn ít chứ không có chia sẻ với con đúng không? Chính rồi, lúc mà buồn quá thì hai người cứ kìm nén thôi, không có chịu chia sẻ với tụi con. Ừ, phải chia sẻ với con cho đỡ buồn đúng không? Đúng rồi.